Wow, em lộng lẫy quá. Hãy vào nhập cuộc cùng mọi người bên trong. Trông ai cũng vui vẻ, toàn trai xinh gái đẹp. Đang xác nhận danh tính. Nàng tên cá. Đang kiểm tra. Đang xác nhận danh tính. Hoàn tất xác nhận danh tính. Chính xác. Bạn có thể vào. Yay, tuyệt, cảm ơn nha. Từ từ đã, bạn vẫn chưa vượt qua vòng xác nhận danh tính. Hả? Nhưng, nàng tiên cá, tới đi cùng em ấy. Tôi cần kiểm tra bạn. Cảnh báo có chân. Đã xác định được chân, bạn không được phép vào. Xin mời ghé chơi. Ôi, không, chỗ khác. Không thể nào. Chính xác không, là vào tù. Xin đừng. Xin đừng di chuyển. Của cậu đây. Tốt lắm, đã nhốt tù nhân. Không, sao chuyện này lại xảy ra với mình? Không công bằng. Ở đây cấm mọt rách, bạn phải trở thành nàng tiên cá để ra khỏi đây. Nàng tiên cá? Úi da, cái bụng tôi. Nó đâu rồi, nó đâu rồi? Ở đây rồi, nhanh, ngồi xuống. Ow, gì vậy trời, có gì đó ở đây. Một cái chai, và có gì đó ở bên trong. Để xem nào. Một danh sách cách để trở thành nàng tiên cá. Làn da hoàn hảo, mái tóc trang điểm, hiểu rồi. Ôi, mái tóc này thật kinh khủng. Nhanh lên, mình cần thứ gì đó để chải tóc. Ổn lắm đấy nhỉ. Mình nên áp dụng phương pháp nàng tiên cá từ đây. Như vậy mình sẽ nhận được kết quả tốt hơn nhiều. Wow, đẹp quá đi mất thôi. Nhưng mà, mùi gì thế? Ở đâu ấy nhỉ? Đây à? Eo ơi, tất cũ. Ai đó đã để chúng ở đây. Ew, thấy ghê quá. Nhưng chờ đã, mình có thể dùng chúng. Chỉ cần đặt ở đây và cuộn chặt lại. Rồi thêm một chiếc nữa. Và một chiếc nữa, để xem có hiệu quả không. Wow, mình đã có mái tóc bồng bềnh. Nhưng mà tất. Eo ơi, thôi kệ đi. Hả? Cái gì đây? Xác nhận danh tính. Cũ, bẩn thỉu, bít tất, tình trạng khủng khiếp, nhưng có thể là tất của mình. Xem nào. Xác nhận danh tính mới. Tất của Megan, làm tốt lắm. Eo ơi, và làn da, nó phải lắng nhỉ? Xin chào người đẹp. Làm sao ta? Tớ sẽ giúp cậu có làn da đẹp. Hãy giúp tớ để làm sạch và làm mịn da. Đừng sợ, tớ không cắn đâu. Ôi tuyệt, làm ơn hãy giúp tớ. Chắc chắn rồi, đặt tớ lên mặt cậu thôi. Đặt vào các đốm đỏ và mụn nhé. À hả, như này à? Nhìn kìa, da sạch rồi đấy. Thật à? Wow, tớ đã có làn da sạch và mịn. Cảm ơn cậu nhiều. Không cần khách sáo. Này, bỏ cái tay ra. Hôn mụn cho ta nữa. Đây. Tốt thôi, tốt thôi. Tốt, làm đi. Nhanh nhỏ lên. Rồi, cứ đặt tôi lên mặt. Đã nhờ bà con chảnh chọe. Cảnh báo mụn. Mặt tôi nở hoa rồi. Có lẽ mình cần chớp mắt. Hả? Có ai đó trên giường của mình. Là ai đứng qua? Tiềm ơi, có người chết trên giường con. Hả? Trong tay hắn có cái gì vậy? Một hộp kho báu, tò mò ghê. Để xem có gì nào. Đẹp quá đi mất. Có phải như mình nghĩ không nhỉ? Yeah, bây giờ mình có thể trang điểm thành nàng tiên cá. Xin chú ý tù nhân, đến giờ ăn trưa. Chúc ngon miệng. Hả? Ồ, đồ ăn, đừng ăn rồi. Đói ơi là đói, cảm ơn nhé. Nhưng cái gì đây? Hải sản à? Ừ, cái mùi thấy sợ. Nhưng mà nếu... Ok là, đổ hết đồ bên trong ra. Cứ để ở đây, không cần đến chúng đâu. Giờ thì úp lưới lên trên đầu. Nhìn này nè. Bây giờ mình sẽ đánh phấn. Màu tím rất hợp ở chỗ này. Mình sẽ đánh ngay trên lớp lưới thôi. Trên trán nè, và trên má nữa. Rồi gương xem nào. Trên nhìn đã biết đẹp. Gương đâu rồi ta? Phải gọi là đỉnh của chóp. Trông mình khá giống nàng tiên cá rồi. Nhưng hình như mình còn thiếu gì đó. Phải, mượn chú sò một xíu nha. Mở nó ra và thêm ngọc trai lóng lánh nè. Cảm giác thật tuyệt. Ngã rồi. Phải, đây là cơ hội để mình thoát khỏi đây. Nhanh, lấy chìa khóa, chúng ở ngay đây. Bắt được rồi. Tù nhân, bạn phải ở đây. Hệ thống đã bị hư hại. Hình như cậu ta ngỏm rồi, phải không? Thật đấy à? Hả? Tớ không chạm vào cậu, không phải tớ đâu. Toàn bộ hệ thống, check, toàn bộ hệ thống đều ổn. Chuyện gì vậy? Úi da, cậu ấy đang nhìn mình kìa. Đã nhốt tù nhân, check. Cậu ấy không để ý thấy. Tiếp tục thôi nào. Ôi không, môi mình. Này tên cá không có đôi môi khô như thế. Làm gì ta? Ôi, một trái dừa. Xem nào. Chuẩn, đó là một ý tưởng hay. Và việc thôi, mình sẽ đập trái dừa này. Hay ya. Chuẩn, đã có nước dừa rồi. Mình cần một thứ để làm cho nó tỏa sáng. Ở đây rồi nè. Nhưng chỉ cần một chút xíu thôi. Xin chào. Này, tự tiện đấy hả? Xin lỗi, nhưng tớ cần cậu giúp mà. Mình sẽ trộn tất cả với nước dừa. Và sử dụng thầy của cậu nữa. Làm ơn nhà tay thôi. Cảm ơn nha. Giờ thì khuấy đều lên.
từ từ chậm rãi. Tuyệt vời, dùng thử thôi nào. Cảm giác thật dễ chịu, có xinh không? Hoàn hảo luôn, thật là không uổng công. Bạn đang làm gì ở đây? Hả? Không có gì. Xác nhận danh tính, son môi, nguồn được tìm thấy, hoàn tất việc tịch thu. Nghiêm túc đấy hả? Ok. Vòng cổ xinh quá nè, tôi tới mượn son nhé. Son môi, thử dùng xem sao. Đẹp. Trông thật thế nào? Xinh lắm, thật đấy. Tuyệt, cảm ơn. Ok, ghép với áo ngực chắc hợp nè. Chỉ cần hai vỏ sò. Hãy đặt chúng ở đây và gắn vào ngọc trai xung quanh vỏ sò. Để xem ta có gì. Hết dễ luôn. Đeo thử xem nào. Lộng lẫy, chiếc áo này rất hợp với mình. Và màu sắc đáng yêu xỉu luôn. Mọi điều tốt nhất cho nàng tiên ca mới. Trang phục đẹp nhất trong đời mình. Mình chưa bao giờ xinh đẹp như thế này. Wow. Hả? Ha ha ha. Đau muốn xỉu luôn. Vào chân mình. Phải, mình cần làm gì đó. Nhưng chính xác là gì? Ê, mình cần một chiếc đuôi người cá nữa. Vậy là màn lột xác sẽ hoàn thiện. Mình sẽ dùng chất liệu này. Miếng vải này ổn nè. Kéo đâu, hãy cắt nó ra. Một chiếc đuôi nhỏ xinh. Phew, vậy là xong rồi. Nhưng còn một việc nữa. Mình cần làm cho nó sáng bóng. Sáng và bóng bẩy nhất có thể. Hãy ngắm nó nào. Wow, đẹp dã man con ngàn. Mình đã là nàng tiên cá. Cuối cùng mình cũng có thể ra khỏi đây. Tự do ơi, ta đến đây. Hả, thú vị đấy. Chế độ kiểm tra. Cậu ấy có đuôi. Cậu ấy có áo ngực, mái tóc xoăn, trang điểm và... Kiểm tra đôi tai. Không tìm thấy khuyên tai. Vậy không ổn. Bạn cần đeo khuyên tai. Không, tôi đã làm đủ rồi. Y như trong hướng dẫn. Ồ, cái kia nhìn hay ghê. Gì vậy nhỉ? Mình có thể dùng nó để tìm khuyên tai. Mình cũng có gì để bắt đầu. Được rồi. Hãy lên đây nào. Cẩn thận nhé. Ủa, nhưng gì đây? Chắc mình dừng được đó. Được rồi, hãy thử lại một lần nữa. Cái này còn đỉnh hơn. Wow, và thêm một lần nữa. Bạn đùa tôi đấy à? Yêu ơi, tóc giả à? Úi giả. Trả tôi đi, ngay. Xin lỗi nha, tôi không cố tình đâu. Tốt nhất đừng có làm trò con bò. Vậy chúng ta có gì ở đây? Đã có đủ những vật dụng cần thiết rồi. Đầu tiên ta chọn một hình dạng. Nó phải đẹp và đơn giản. Đúng phong cách nàng tiên cá. Sau đó là các chi tiết sáng bóng. Tuyệt vời, nó sẽ vượt xa mọi mong đợi. Mọi ánh mắt sẽ đổ dồn vào mình. Đeo thử lên nào. Wow, đẹp xỉu úp xỉu down. Vậy là mình đã thực sự lột xác thành nàng tiên cá. Mình sẽ gọi Megan. Ê, đến kiểm tra thứ lại đi, tôi sẵn sàng nhận rồi. Danh tính mới. Ừ, nhìn nè, tôi có mọi đặc điểm của nàng tiên cá. Tôi đích thực là nàng tiên đúng cá. Đúng là như vậy. Cậu được đi rồi. Yay, mình là nàng tiên cá tự do. Thành công. Chúc rồi. Chúc một ngày tốt lành. Này Megan, trông tớ như thế nào? Tớ đã được vào trong chưa? Hoàn tất xác nhận danh tính. Bạn có thể Yay, vào. Háo hức quá. Cuối cùng mình cũng được quẩy tới bến. Cả nhà ơi, các cậu toàn trai xinh gái đẹp. Đúng là như vậy. Và bây giờ cũng là lúc mình vui vẻ một chút. Quần áo, check. Xong, lên đường thôi. Tạm biệt nha. Được rồi, được rồi. Bỏ hết rác vào đây. Ok. Ow. Hả? Cái gì thế? Búp bê. Eo ơi. Hãy để tôi yên. Trời ơi, thấy ghê quá. Để xem có thể làm được gì nào. Macaron, chuẩn. Lột xác cho em nào. Đây là kế hoạch. Răng nanh, váy, mắt, tóc. Da nhợt nhạt. À ha. Chúng ta cần kem đánh răng. Và kiên tuyến. Tuyết. Giờ thì xoa lên mặt nào. Rồi làm sạch. Sạch rồi. Nhìn cái gì đây? Yeah, chiếc váy. Không không không, cởi nó ra. Ổn hơn nhiều. Và bây giờ là tắm sữa với vịt cao su. Và bóng bóng, ai không thích chứ. Tuyệt vời, wow. Wow, dễ chịu quá. Đã xong ra nhợt nhạt. Đỉnh của shop. Này con trai, đã. Lúc nãy nhiều sữa lắm cơ mà. Đâu hết mất rồi. Ồ, có đúng như bố nghĩ không? Không không không, bố đừng chạm vào. Eo ơi, bố. Ngon quá. Con đi đổi rác đi. Mình có một ý tưởng. Cảm ơn bố. Không phải vì cái này. Đây này.
chắc sẽ vui lắm đây. Cắt một vài đường và chúng ta có dạng lượn sóng rất đẹp. Phun keo lên này, thật chậm rãi ở ngay phần rìa của váy, như vậy thôi. Và sau đó rắc kim tuyến lên trên, thật lộng lẫy. Mặc thử xem nào. Wow, Barbie, em đẹp quá đi mất. Vậy là chúng ta đã có một chiếc váy đen, làm tốt lắm. Ôi không, đừng vào búp bê. Ồ, tôi đã làm gì thế này? Ê ơi, kẹt rồi. Vào đúng mái tóc, dính tùm lum rồi. Ê ơi, thế ghê quá. Chúng ta không có lựa chọn nào khác, cắt hết đi nào. Xin lỗi Barbie, tạm biệt nhé. Ê ơi, ổn hơn rồi. Không, chọc lớp. Đừng lo lắng nhé, anh sẽ thay đổi nó ngay thôi. Chỉ cần một cây kim và sợi len. Bắt đầu thôi. Từng sợi một. Đã xong rồi này. Wow, sợi ma, sợi ma. Đẹp hết sợi. Tóc macaron xong. Tuyệt vời. Ồ, này, ánh sáng. Mình không chịu nổi. Rèm cửa đâu rồi? À, đây rồi này. Dùng rèm cửa cũng được đấy. Chỉ một mảnh nhỏ thôi, sẽ ngầu lắm cho coi. Xem này, nó rất hợp với chiếc váy và mái tóc mới của em. Yeah, tuyệt vời mặt trời. Và chúng ta có gì ở đây? Ôi trời ơi, chúng ta quên mất giày. Đây là một đôi giày mới, dễ như ăn bánh. Nóng quá, nóng quá. Đừng lo cưng à, thấy không, tất cả đã xong. Bây giờ hãy thêm một vài chi tiết. Khâu từng mũi nha. Sắp xong rồi đấy. Hoàn hảo. Đi thử trên sàn diễn này. Yeah, cực kỳ hợp thời trang. Ủa, bị sao vậy? Tay tôi kẹt rồi, cứu tôi. À, thả tao ra. Oh. Đeo đôi giày mới vào này, em thích không? Wow, cảm ơn anh. Ồ, oh, em thật xinh đẹp. Này, gì thế kia? Em cũng muốn có. Em muốn một chiếc nhẫn. Ờ, cái này, được chứ. Để anh lấy tăm bông đã. À, vừa đúng kích cỡ và form. Giờ thì lấy chút sơn màu vàng óng này. Chiếc nhẫn sẽ lấp lánh tỏa sáng. Ồ, oh, cảm ơn anh. Ơ, Barbie, em sẽ lấy anh chứ, em yêu. Chắc sẽ đồng ý. Làm cho đúng nghi thức nào. Ken, anh có nhận Barbie làm vợ hợp pháp của mình không? Tôi đồng ý. Ôi Ken. Bây giờ hai người có thể trao nhau một nụ hôn. Hoặc không. Hả? Có chuyện gì vậy? Tạm biệt nhé. À, đây sẽ là chồng của em. Trời ơi, không, đừng mà. Bây giờ hai người có thể trao nhau một nụ hôn. Không. Vui thật đấy. Ồ, bỏ búi lông ra nhé. Và em cần một bó hoa. Nghĩ xem nào. Biết rồi, tự làm luôn này. Bông hoa đầu tiên, tầng tầng lớp lớp. Đẹp. Để nhìn xem nào. Rất đẹp. Rồi thêm lá như cái này. Dán tất cả lại với nhau. Dùng sợi dây này cũng đẹp này. Chỉ cần khâu vài đường. Vậy là có một bó hoa macaron tuyệt đẹp. Ờ, à, đẹp muốn xỉu. Ờ, à, lại còn thơm nữa. Của em đây. Ồ, cảm ơn anh. Đẹp quá đi mất. Nhưng chúng ta còn thiếu gì đó. Kế hoạch là gì vậy? Ờ, đúng, răng nanh. Chúng ta sẽ cần kẹo cao su. Ngon xíu. Vừa đủ tạo ra hai chiếc răng nanh sắc nhọn. Xem nào. Wow, ngầu bá đạo luôn. Ở à, à đâu? Em ấy đâu rồi? Em ở đây nè. Sẵn sàng để cắn. À, không, tha cho anh. Ouch. Làm thật kìa. Ôi không, đúng thế.
mình cũng sẽ trở thành ma cà rồng. Ôi không. Không, phải làm gì? Phải làm gì? Chỉ làm cho rõ ràng, kiểm tra một lần nữa. Mất rồi. Mình sẽ ổn cả thôi. Vậy là đã có răng nanh. Còn lại đôi mắt. Mình đã nghĩ ra cách rồi. Món tủ của mình. Chỉ lấy một ít thôi. Hết sảy con bà bảy. Nhưng hầu như chẳng còn lại gì. Chà, vậy thì dùng luôn chúng. Chúng ta cần màu đỏ tươi này cho đôi mắt và cả môi nữa. Xong xuôi cả rồi. Anh rất mừng cho em cưng à. Cảm ơn anh nhiều anh bạn. Vậy là mình đã sẵn sàng. Hi Ken. Hả? Wow. Chào đang ấy. Hả? Ai vậy Ken? Không để nào, Barbie. Tránh ra. Em sẽ lấy anh chứ. Để em nghĩ. Không, tôi sẽ không bao giờ tha thứ cho anh. Làm ơn đừng bỏ anh như thế. Tạm biệt đồ dở hơi. Anh đã bỏ lỡ cơ hội của mình. Họ đã từng là một cặp rất đẹp đôi. Chờ đã, bây giờ mình cũng đã sẵn sàng rồi. Lột xác, lên đường thôi. Nghĩ xem nào. Xin chào, con này nè. Cảm ơn. Mà chờ một chút, có gì đó đang thay đổi. Đừng mét mẹ tôi. Nhưng tôi phải nói. Anh có chắc không? Hả? Thôi nào. Tôi giỏi giữ bí mật mà. Ủa mà chờ chút, có phải cô ấy? Nghe này, tốt nhất anh nên giữ mồm miệng. Lịa hồn. Đã hiểu chưa? Tôi không muốn chết. Anh này. Ok, thoát nạn rồi. Chúng ta có gì ở đây? Mê quá đi. Cứ như có bữa tiệc ở đây vậy. Này, có chuyện gì vậy? Dạ đang chơi thôi ạ. Đúng vui lắm ạ. Thế á? Ok, được đấy. Suýt thì bị lộ tẩy. Khoan đã, mình buồn vệ sinh quá. Suýt thì xóm ra quần. Thật nhẹ nhõm. Mình lại buồn nữa rồi. Hôm nay mình sẽ ôm toilet cả ngày mất. Yeah, ok con dê đấy. Dùng hẳn loại 2 lớp. Phải rửa nữa mới sạch hẳn. Đã rửa rồi á. Đừng có dễ vậy. Gì? Sao lại buồn nữa rồi? Vừa mới đi mà. Ok lạ thật đấy. Mang thai thật điên rồi. Lên lớp trời ạ. Chắc là lần cuối rồi. Về nữa. Tại sao? Nữa. Không thể ra khỏi đây. Ra tôi. Lại đi. Vui quá đi. Mình sẽ nhấn cái này suốt từ ngày đêm. Không, làm ơn dừng lại đi. Mẹ sẽ ở trong này mãi mãi. Xin chào, có xong chưa? Được rồi, cuối cùng bàng quang của tôi đã rỗng. Tôi cũng ước là vậy. Em xin phép. Ok, dạ cũng được. Nhưng đây là phòng con gái. Chuyện gì vậy trời? Không, mình đã đợi quá lâu. Xả lũ. Thật sự rất là kinh tởm đấy anh bạn. Éo ơi. Ôi, không biết chui xuống lỗ nào. Nhìn này, chỉ là kem thôi. Chả vậy thì còn dễ hiểu. Đã đến lúc tìm ra sự thật. Nhưng mình có nhìn thấy màn hình đâu. Sao mình bự quá vậy? Bây giờ thì sao? Là mình thật đó sao? Mang thai không phải chuyện đùa. Con chui ra đi mà. Kể cần ngu ngốc. Bây giờ mình nặng bao nhiêu? Biến thành rơi cho nhẹ. Để xem nào. Ổn hơn nhiều. Trời, ngon hết dậy. Giờ thì đi ngủ thôi. Em bé. Thức dậy thôi nào. Không, phải đi ngủ. Mình cần nghỉ ngơi. Bé cứ nghịch ngợm suốt. Cần gì hả? Được rồi, mẹ xin. Cho mẹ ngủ đi. Tại sao? Bình tĩnh. Mà chờ một chút, mình có một ý tưởng. Giúp bé bình tĩnh lại. Không đời nào. Đã có kính rồi. Có cả phao luôn. Đi bơi thôi nào. Này, chuyện gì vậy trời? Xin lỗi không xin lỗi. Mình sẽ cố gắng ngủ bằng mọi cách. Nào, nằm xuống đây. Cuối cùng cũng chịu để mẹ yên. Thôi mẹ. Mẹ chị. Gì thế? Con bị đầy hơi ạ. Nhưng nhìn con giống như của tôi. Con nít vẫn là con nít. Sao dưới đó ấm thế nhở?
chân mình dạo này thấy khó chịu kinh khủng. Lông lá cứ như rừng rậm, cả một vài đường. Nhưng mình không với tay chân mới khổ. Cái bụng khổng lồ ngu ngốc. Khoan, có đúng người mà mình nghĩ không? Bingo, lại đây giúp tôi xíu. Vào đây nào. Không. Cậu muốn cái gì? Cầm cái này đi. Hả? Sao cả giống? Thấp xuống một xíu nữa đi. Nào, anh cắt đi. Chân này còn dần dần hơn chân tôi. Sắp không còn nữa. Chân tôi sẽ mịn như bơ ngay thôi. Con ơi. Hả? Chuyện gì đang xảy ra vậy? Làm spa tại nhà đấy hả? Không cần nói gì nữa. Cũng may cô ấy không hỏi gì thêm. Nhiều lông lá quá. Eo ơi, sao mình lại có nhiều lông thế? Trời ơi, chưa gì đã mọc lại. Eo ơi, quá trời quá đất. Tôi sẽ nhiều thẳng tận gốc luôn. Thấy chưa? Chúng ta không có lựa chọn đâu. Sẽ chỉ đau trong một giây thôi. Hít thở sâu. Không. Đắt quá. Ôi, sâu quá đi mất. Tạm biệt. Quá nhiều. Đây mới gọi là đôi chân láng mịn. À, một kiệt tác. Cô có tin được không? Mịn dã man ấy. Ôi trời, bắn chân. Nào, làm việc tiếp đi. Không mặc vừa áo nữa rồi. Mau giúp tôi ngay. Xin chào. Lệ mề quá đấy nhá. Có bộ nào đẹp không? Xem nào. Phong cách từ thế kỷ trước. Bye. Hả? Không, cảm ơn là đủ rồi. À, không biết nữa. Bộ này thì sao nhỉ? Nhưng bụng to quá mà không vừa. Wow, thôi được rồi. Tiếp theo. Chắc phải giảm 10 cân. Còn bộ này cũng không vừa nốt. Chẳng lẽ không có bộ nào mặc được hả? Khiếp. Được rồi, bình tĩnh đã. Mấy cái móc áo. Mà chờ một chút. Anh đang nhìn tôi ấy hả? Không, chắc chắn là không. Trời ạ, không kéo có bụng được. Chật lấy chật lại. Tôi có bụng bầu, cố lên. Chẳng ăn thua gì. Mình béo quá, không mặc được cái gì. Không, đừng khóc. Để tôi giúp cô. Đợi xíu nhá. Anh thì có thể làm gì chứ? Tôi có một ý tưởng hay. Nhân đôi diện tích vải, nhân đôi niềm vui. Hả, hiểu ý tôi chứ? Mặc vào thật dễ dàng. Đẹp và thoải mái nhỉ. Phải để cái bụng đó thở chứ. Thật không thể tin nổi. Vừa như in nè. Không có gì. Thế là đủ rồi. Đấy, con mèo này thật dễ thương. Nhìn con này đi. Nó đang ngủ. Không thể chịu được sự dễ thương này. Nhìn chỉ muốn ôm ấp được tụi nó. Và các em ấy còn rất tình cảm. Đúng rồi, cứ khóc đi. Đó đó. Vị mặn đúng ý của mình. Tuyệt cú mèo. Cạn ly nào. Còn khăn giấy nữa không? Hả? Nhấn thích đấy hả? Anh đang nghĩ gì vậy? Bửa. Trời ơi, con nó hơi lạnh. Sẵn sàng chờ em bé chưa nào? Mau xuất hiện đi em bé. Xem nào, có ai ở nhà không? Hay là con đang ngủ? Chờ chút. Lạ thật đấy. Chuyện kỳ quái gì vậy? Bác sĩ, anh vẫn ổn đấy chứ? Vui quá đi. Ôi không. Mẹ muốn ra ngoài. Cứu. Chờ chút. Có tôi đây. Tôi sẽ giúp cô sinh nở thành công. Wow, chưa từng nhìn thấy cảnh tượng này. Có thể lắm không? Mấy người nhát như thỏ đấy. Anh cũng sắp ngất hả? Anh ở đây để cứu vãn tình hình. Này, đừng chạm vào bụng em. Đau quá. Anh chính là kẻ đã gây ra chuyện này. Xin đừng hại anh. Xin em. Lại nhắn được mục tiêu. Chuẩn bị này. Em bé. Bé thật dễ thương.